các bạn. Nếu mà các bạn có một cái cân ở nhà, chúng ta thường xuyên là cân cái cân đó để chúng ta theo dõi cân nặng của mình, rồi chúng ta biết được là mình có quá mập hay không, hay là có đang bị sụt ký nhiều hay không. Và chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Thì ở đây mình sẽ có một cái giải pháp mới cho các bạn. Đó là một cái cân mới của Anker. Thì nó có tên là UFI Smart Scale C1. Thì cái này nó sử dụng Bluetooth để kết nối, và nó có thể có rất nhiều những chức năng mà mình sẽ nói với các bạn trong cái video này. Tí nữa mình cân luôn cái trọng lượng của mình, rồi mình cho các bạn coi là nó sẽ làm được gì với cái chức năng của nó. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái cân mà chúng ta mua một cái rồi cả nhà cùng dùng, tại vì nó có thể track lên đến 16 user, tức là 16 người cùng sử dụng trên cái này, mà nó sẽ có thể phân biệt được 16 người đó, rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa là khi mà các bạn mỗi ngày, mình giả dụ như các bạn đi tập về hay là các bạn đi làm về, các bạn đứng trên cân, chúng ta cân không cần quan tâm là nó như thế nào, chỉ cần cầm điện thoại trong tay hoặc là để trong túi, nó sẽ tự động nó kết nối và nó sẽ ghi nhận lại kết quả, nó nạp vào trong cái phần mềm ở trên điện thoại, được cung cấp miễn phí ở trên Google Play cũng như là trên App Store. Thì chúng ta không cần phải làm gì cả, nó tự động nó ghi nhận lại cái đó. Một cái nữa là nó có thể sync được với ba cái ứng dụng mà mình thấy là nhiều người dùng nhất hiện nay. Đầu tiên đó là cái Google Fit, thứ hai là những cái sản phẩm của Fitbit cũng như là phần mềm của Fitbit, thứ ba là Apple Health. Thì với ba cái ứng dụng này, các bạn sẽ có thể tập trung vào chúng ta 12 cái nhóm, 12 cái mục để chúng ta biết được là chúng ta có sức khỏe như thế nào. Thì đây chúng ta có thể đo được như đây là 12 mục này. Rồi chúng ta có trọng lượng, có body fat, có cái chỉ số BMI của ta, chúng ta có muscle mass và thêm 8 cái nữa. Đó, tất cả là 12 cái tất cả. Thì bây giờ mình khui ra cho các bạn coi bên trong nó như thế nào. Thì đây là nó có thể biết được, gần như là hồi nãy mình có thử. Mình đã có cân thử cái này rồi. Thì mình thấy là cái cân này nó rất là hay. Nó không giống như một số những cân khác, đặc biệt là nó không giống cái cân của Xiaomi. Nó giấu đi những cái chỉ số. Ở đây bấm cái một là nó ra liền tất cả những chỉ số, là nó ra ngay lập tức luôn. Thì cái này là cái hộp của nó. Đó, cái cân này sẽ có hai màu, một trắng và một đen. Thì mình nghĩ là để cho nó sạch sẽ thì mình sẽ lấy cân màu đen. Tí nữa mình nói kỹ hơn về cái này. Ở bên trong hộp chúng ta sẽ có cái phần Quick Start Guide, tức là cái hướng dẫn sử dụng đi kèm, và cùng theo đó là ba cục pin mà Anker họ tặng kèm. Rồi, phụ kiện chỉ có như vậy thôi. Còn đây là cái cân. Thì nó sẽ có hai bên là hai cái cặp cảm biến G-Sensor của Anker họ lắp lên trên này, để chúng ta có thể đo được trọng lượng. Các bạn đứng lên là nó sẽ tự động nó hiển thị. Ở đây nó có một cái màn hình nhỏ nhỏ, mình sẽ đè thử cho các bạn coi. Không biết là ở đây nó có hiện lên không. Ok, bây giờ nó chưa hiện lên, nhưng mà ngay chỗ này là nó sẽ có một cái màn hình LED nhỏ, và chúng ta có thể điều chỉnh được, biết được cái thông số của nó. Còn điều chỉnh á, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nút điều chỉnh unit, tức là điều chỉnh sử dụng thông qua cái đơn vị là kilogram hoặc là pounds tùy. Còn đây là cái hộp để mở, chúng ta bỏ pin ra. Đó. Ở đây có cái thông tin bảo hành 15 tháng của Anker Việt Nam. Ở bốn góc là bốn cái chân, cũng như là có cảm biến ở phía bên trong này, để khi mà các bạn đứng lên nó sẽ đo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử, mình cân cho các bạn coi. Đứng lên như vậy, móc cái điện thoại ra, chúng ta có cái phần mềm. Đây là cái phần mềm, các bạn có thể tải nó miễn phí về, chúng ta cài đặt rất là đơn giản, đăng ký một cái tài khoản là xong. Đây, các bạn thấy không, Andy nè, tên của mình. Rồi các bạn muốn connect với cái gì, ứng dụng nào, các bạn click vô là nó connect. Đó, có thể add thêm family member vô, tức là những thành viên trong gia đình. Ở đây á, mình có cân thử một cái là 84,6kg nè. Thông tin, bấm cái nó ra ngay. Trọng lượng 84,6kg. Chúng ta có cái chỉ số BMI của mình là 27, tức là đang ở cái mức cao, tức là mình hơi mập chút xíu. Ở đây có cái body fat 26%, khá là nhiều. Nước 50%, rồi cái tỷ lệ xương 3,8% là bình thường, tỷ lệ về cơ bắp đó
toàn bộ mọi thứ nó đều ra hết. Rồi lượng oxy nó hít vào, rồi body fat mass, nó ra rất là nhiều những cái chỉ số đây. Và các bạn có thể theo dõi nó tùy theo cái thời gian. Là ngày 23, rồi chúng ta sẽ có những cái ngày khác nhau. Giờ mình đứng lên lại cho các bạn coi. Mình vẫn sẽ để cái điện thoại như thế này. Mình đứng lên thì các bạn thấy là ở dưới ấy, nó sẽ có cái biểu tượng Bluetooth, nó kết nối ngay với cái điện thoại. Đây, các bạn thấy không, nó connected nè. Nè, nó connected nè. Mình đứng xuống là nó sẽ disconnected. Đó. Bây giờ nó đang connect vào để mà nó đo. Thì nếu mà mình đứng xuống nó sẽ tự động nó disconnect ra, rồi nó sẽ lấy lại chỉ số. Đó. Các bạn coi bây giờ nó đang disconnect nè, thấy không? Bây giờ mình thử mình đứng lên nè. Mình đứng lên. Là nó connect ngay và nó đo. Nó đo ngay lập tức. Đó. Sau khi nó đo chính xác rồi thì nó sẽ lấy chỉ số này và nó đưa vô trong cái phần này. Đấy. Thì ở đây á, một trong những cái mình thấy rất là thích đó là nó có cái phần my god này. Tức là cái mục tiêu của mình, mình đang muốn giảm xuống còn 77,6 kg. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh. Thì chúng ta chọn cái mức này, xong rồi chúng ta kết hợp với tập luyện nó sẽ ra cái mức này để mà nó cảnh báo cho chúng ta biết. Có trend nè. Kết hợp cái này để mà share với bạn bè. Cái này rất là hay. Đó, history, bấm vô để chúng ta biết được là chúng ta đã có trọng lượng như thế nào, cân nặng ra sao, thời gian lúc nào. Toàn bộ những cái này đều có hết. Rất là dễ xài và dễ sử dụng. Đó. Chọn unit nè, kilogram hoặc là pounds. Đó, rất là đơn giản. Rồi, thì còn một cái vấn đề cuối cùng của cái cân này, đó là giá tiền. Thì mình nghĩ là với giá 800.000, cái cân này nó sẽ rất là tuyệt vời để các bạn mua về một cái và cho cái cá nhân mình sử dụng luôn, chứ không phải là chỉ riêng các bạn. Một cái điểm đặc biệt mà mình thấy rất là thích đó là khi các bạn đứng lên một cái là nó sẽ đo tất cả mọi thứ trên người, về trọng lượng cơ thể, về tỷ lệ xương, tỷ lệ body fat, tất cả mọi thứ nó sẽ đưa cái đó ra và chúng ta sẽ biết được là chúng ta nên làm gì. Có nên đi tập thể dục nhiều hơn, hoặc là chúng ta đi bơi, hay là chúng ta giảm ăn uống, chúng ta ăn kiêng như thế nào đó. Nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái mục tiêu mà chúng ta cần. Đó. Thì cái này đang bán tầm Mai Nguyên với giá 800.000. Các bạn click ở phía dưới phần mô tả để các bạn có thể xem những thông tin chi tiết hơn của nó và các bạn đặt mua. Mai Nguyên sẽ giao tới nhà các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây và đừng quên subscribe YouTube của Mai Nguyên để ủng hộ Mai Nguyên nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.